Chí Tôn Chiến Thần. Chương 791, đã 3 giờ chiều. Trời quang mây tạnh, khách khứa và bạn bè đông đủ, châu báu Thiệu Anh hôm nay đã mở ra buổi lễ chào đón hoành tráng nhất trong lịch sử. Các nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều ăn diện tham dự. Rip đã sử dụng mọi mối liên hệ của mình để mời tất cả những người nổi tiếng mà anh ta có thể mời, chỉ vì một sự kiện, để những người này cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ diệu. Những khối nguyên thạch trị giá 3 tỷ từ 3 nhà cung cấp sẽ được cắt tại chỗ trong ngày hôm nay. Để đối phó với trường hợp lớn như vậy, Rip đã chuẩn bị cùng lúc 50 máy cắt và tìm kiếm những bậc thầy cắt giỏi nhất trong ngành. Đồng thời mở hơn 20 kho hàng, bố trí hơn 200 nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển trung gian. Quy mô cắt lần này là lớn nhất ở khu Giang Nam và thậm chí là toàn thế giới. Lần trước không phải Giang Sách đã phát sóng trực tiếp cắt 100 khối nguyên thạch sao? Ha ha, lúc này đây, Rip sẽ cắt nguyên thạch từ hơn 20 nhà kho ngay tại chỗ. Vì thế, các phòng được mở đặc biệt trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn và hàng trăm máy quay đã được chuẩn bị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ riêng chi phí cho bữa tiệc phát sóng trực tiếp này đã lên đến hàng trăm vạn. Đó là một chuyện xa xỉ, nhưng Rip cho rằng nó xứng đáng. Chỉ cần việc cắt đá này diễn ra tốt đẹp, châu báu Thiệu Anh sẽ một lần là nổi tiếng, trở thành tiệm kim hoàn số 1 ở khu Giang Nam, và thậm chí là một tiệm kim hoàn đẳng cấp thế giới. Càng có nhiều danh vọng, càng dễ kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là tất cả những khối nguyên thạch này đều do Rip tốn bao công sức giật khỏi miệng Giang Sách. Theo phản hồi, Giang Sách đã tức đến mức đóng cửa suy nghĩ trong văn phòng, thật lâu cũng không ra ngoài. Rip càng nghĩ càng vui vẻ. Anh ta đã thua Giang Sách hết lần này đến lần khác, và cuối cùng, lần này, anh ta đã tìm thấy cơ hội để trả thù và vượt qua anh. Anh ta cảm thấy mình là Lưu Bang, còn Giang Sách giống như Hạng Vũ. Không cần biết Lưu Bang đã thua Hạng Vũ bao nhiêu lần, chỉ cần trận chiến cuối cùng thắng, hoàng đế sẽ là Rip anh ta. Sảng khoái. Sung sướng. Khi gần đến chiều, tất cả khách mời đã có mặt đông đủ. Rip đứng trên sân khấu, một tay cầm ly rượu, tay kia cầm micro, vui vẻ nói, thưa quý ông quý bà quý khách, chào buổi chiều, mọi người có thể dễ dàng rút khỏi lịch trình bận rộn của mình để tham dự buổi tiệc phát sóng trực tiếp của châu báu Thiệu Anh chúng tôi. Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ cắt nguyên thạch từ hơn 20 nhà kho tại chỗ, hơn nữa tôi đảm bảo với mọi người rằng mỗi khối đều là loại nguyên thạch tốt nhất. Hãy cùng nhau chứng kiến dấu ấn lịch sử, chứng kiến thời khắc của điều kỳ diệu này. Nói rồi, anh ta búng tay. Chỉ thấy những tấm vải đỏ xung quanh hội trường lần lượt rơi xuống, lộ ra hết màn hình hiển thị khổng lồ này đến màn hình lớn khác, tổng cộng có 20 cái. Rip giải thích, để mọi người có thể xem quá trình cắt dễ dàng hơn, tôi đã đặc biệt lắp đặt 20 màn hình hiển thị trong hội trường, tương ứng với các vị trí cắt khác nhau, mỗi màn hình hiển thị sẽ phát một phòng của nền tảng phát sóng trực tiếp. Mọi người có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp cắt đá trong khi thưởng thức đồ ăn ngon và rượu vang mà không cần rời khỏi nhà. Tất nhiên, nếu có ông chủ xem và vui vẻ, muốn gửi thưởng, tôi đều hoan nghênh, ha 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 ha. Được rồi, không nói nhảm nữa, bây giờ, đại tiệc phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Theo lệnh của Rip, tất cả các màn hình hiển thị đều được bật lên và máy cắt, sư phụ cắt, nguyên thạch và công nhân đều đã sẵn sàng. Đồ ăn ngon được phục vụ ngay tại hội trường, mỗi một cũng dùng đồ uống ngon nhất. Những quan to hiển quý này ăn ngon uống tốt thì sẽ xem càng vui hơn. Chỉ trong 7 phút vui vẻ này, trước cửa có một chiếc xe dừng lại, hai người xuống xe. Hai người không phải khách mời của bữa tiệc này, mà là không mời mà đến. Đó không phải ai khác mà chính là Kỳ Trấn và Giang Sách của châu báu Hằng Tinh. Tất cả mọi người đều sững sờ, sao bọn họ lại đến? Họ không phải là đối thủ của Rip sao? Nhìn thấy hai người này hùng hổ tới gần, khóe miệng Rip nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường, ô... Chủ tịch Kỳ và Giám đốc Giang sao rảnh như vậy mà đến chỗ của tôi? Giang Sách ngẩng đầu nhìn Rip trên sân khấu, bình tĩnh nói, người ở khu Giang Nam có ai không biết hôm nay anh sẽ tổ chức tiệc phát sóng trực tiếp chứ? Đây là tin tức lớn trong ngành trang sức, tôi và Chủ tịch Kỳ cũng là người trong ngành này nên rất quan tâm, cho nên không mời mà đến, đã mạo phạm rồi. Nếu anh cảm thấy chúng tôi xuất hiện không thích hợp, vậy chúng tôi chỉ đành ngoan ngoãn rời đi. Rip bật cười. Có gì không thích hợp? Hôm nay tôi có thể tổ chức bữa tiệc phát sóng trực tiếp này, còn phải cảm ơn anh Giang đã hỗ trợ đắc lực cho tôi. Nếu anh không dành hơn một tuần để phân loại nguyên thạch, làm sao tôi có thể nuốt được nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy trong một lần chứ?
Những lời này nhằm làm bẽ mặt Giang Sách trước công chúng. Các sếp lớn cũng suýt xoa và lắc đầu với Giang Sách. Đây là Giang Sách à? Thật sự ngu ngốc. Cậu ta quả thật có năng lực, cái này không giả. Nhưng sự nhạy bén trong kinh doanh của cậu ta là chưa đủ. Sau khi phân loại cũng không biết ký hợp đồng trước để giữ được thành quả chiến thắng. Kết quả là bị người ta lợi dụng sơ hở. Không thể trách người khác, chỉ có thể trách cậu ta quá ngây thơ, nghĩ hai ngày sau ký hợp đồng là được rồi. Ha ha, hai ngày sau, tất cả những gì chờ đợi được là trắng tay. Hết người này đến người khác đều trào phúng, đều lấy Giang Sách làm gương xấu, sách giáo khoa mặt trái, một. Rip xua tay, người đâu, cho chủ tịch Kỳ và quản lý Giang hai cái ghế, ban thưởng ghế hạng nhất. Anh ta dùng hai chữ ban thưởng, thực sự coi mình như một vị hoàng đế, Rip của giờ phút này nghiễm nhiên một bộ coi thường thiên hạ, coi thường mọi người. Giang Sách và Kỳ Trấn ngồi xuống và nhìn lên màn hình lớn. Trong lòng Rip ngây ngất. Trên đời này, còn gì vui sướng hơn là tự mình làm nhục đối thủ. Vốn dĩ mời nhiều người đến như vậy chính là tăng cường thanh thế, làm nhục Giang Sách. Giang Sách cũng phối hợp rất tốt, tự mình tới đây, bị đánh vào mặt khiến Rip vui chết đi được. 3 giờ chiều, sắp đến giờ, Rip ra lệnh cắt, bắt đầu. Kỳ Trấn cười khẩy, 3 giờ chiều không phải là thời gian giết người chém đầu ở thời cổ đại à. Chọn thời điểm này để cắt không khỏi xui quá rồi nhỉ. Những người cùng bàn lại không cho là đúng, mỉa mai nói, chủ tịch Kỳ, ông không thể ăn nho đi nói nho chua, đơn giản là hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét đúng không? Kỳ Trấn nhún vai, nhưng không phản bác. Không cần phản bác, tất cả sự thật sẽ sớm lộ diện. Kế hoạch bọn họ đã bày vẽ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến thời khắc thu hoạch thành quả. Hiện trường cắt quy mô lớn chính thức bắt đầu. Xoẹt, 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 tiếng máy cắt ồn ào liên tục vang lên. Mọi người vừa xem cảnh cắt vừa ăn ngon lành. Biết trước rằng tất cả những khối nguyên thạch đều có chất lượng tốt nhất nên mỗi người thợ cắt đều rất cẩn thận. Họ đã tiêu phí rất nhiều tâm tư và cẩn thận trong việc cắt. Cuối cùng, sau 3 phút, khối nguyên thạch đầu tiên đã được cắt xong. Mọi người đã sẵn sàng để hoan hô, nhưng khi họ nhìn thấy kết quả thì chết lặng, muốn hoan hô cũng không hoan hô nổi. Chỉ vì khối nguyên thạch đầu tiên được cắt không phải là khối nguyên thạch cực phẩm. Đó là một mảnh siêu vụn thô ráp mà không có chút ngọc thạch nào. Nói chung, mọi người gọi loại nguyên thạch này là đá hầm cầu. Chương 792, hiện trường lật xe quy mô lớn. Hội trường vốn dĩ sôi động trong phút chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám nói chuyện ngoại trừ tiếng cắt trực tiếp. Đá hầm cầu, khối đầu tiên được cắt ra lại là đá hầm cầu, ai có thể đoán được điều này? Rip đứng trên sân khấu, ánh đèn cứ chiếu vào người anh ta. Anh ta cảm thấy mình giống như một chú hề, rất nực cười. Nói gì mà mỗi một khối đều là một khối nguyên thạch cực phẩm, nhưng khối đầu tiên cắt ra được lại là đá hầm cầu, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ly rượu trong tay Rip không vững, tay run lên, rượu tràn ra từ lúc nào không hay. Bên dưới im lặng. Một lúc sau, có người muốn giải vây cho Rip, nói, nguyên thạch này làm sao có thể chính xác được. Có một hai khối rác cũng không thành vấn đề. Kết quả là vừa dứt lời, khối nguyên thạch thứ hai và thứ ba cũng được cắt xong. Tương tự, cũng là đá hầm cầu. Nếu khối đầu tiên là đá hầm cầu thì điều đó có thể hiểu được, nhưng nếu ba khối đá hầm cầu được cắt ra liên tiếp thì có thể coi là trùng hợp ư. Đã nói tất cả đều là nguyên thạch cực phẩm, kết quả cắt ra liên tiếp ba khối đá hầm cầu. Ha ha, cú vả mặt này có hơi đau. Bên kia, Kỳ Trấn vươn tay gắp một miếng dưa hấu, cho vào miệng. Vừa ăn vừa nói, chậc chậc chậc, dưa hôm nay thật ngọt. Đúng vậy, dưa hôm nay ngọt lắm. Chẳng qua chỉ ngọt ngào với Kỳ Trấn, nhưng lại đắng chát khó tả với Rip. Giang Sách ngồi vững vàng trên ghế, nhìn lên màn hình hiển thị, khóe miệng hơi nhếch lên, ba khối đá hầm cầu vừa rồi chỉ là bắt đầu, trò hay còn ở phía sau. Buổi biểu diễn tiếp theo còn thú vị hơn. Những khối nguyên thạch bỏ đi được xẻ ra, phần lớn là đá hầm cầu, một số ít là đá thường. Còn về nguyên thạch cực phẩm thì không có một khối nào. Đừng nói là cực phẩm, ngay cả nguyên thạch dễ nhìn một chút cũng không có. Trong tích tắc, hơn 20 phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Buổi phát sóng trực tiếp này có chút thú vị nha, chuyên cắt đá hầm cầu hả? Ha ha, quả là hiện trường lật xe quy mô lớn. Còn nói là nguyên thạch cực phẩm, kết quả không nhìn thấy một khối cực phẩm nào. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy. Còn mỗi một khối đều là nguyên thạch cực phẩm nữa.
nếu thật như vậy chẳng phải lời chết rồi à. Mọi phòng phát sóng trực tiếp đều quá tải, lượng sóng bình luận nhiều khủng khiếp, che hết toàn bộ trang phát sóng trực tiếp. Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Tiếp tục cắt. Sau 10 phút, vẫn không có một khối nguyên thạch cực phẩm được cắt ra. Rip trên sân khấu tái mặt, một người thông minh như anh ta đã nhìn ra manh mối, nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái bẫy. Sau 30 phút, tình hình không có gì thay đổi dù là nhỏ nhất. 1/4 số nguyên thạch đã được cắt, song tình hình vẫn tồi tệ như thế, cứ theo tiết tấu này thì việc mất máu là chuyện ván đã đóng thuyền. Những người cố gắng nói chuyện thay cho Rip giờ cũng im lặng. Không ai còn tâm trạng để ăn nữa. 3 giờ trưa, thời điểm này đã được lựa chọn tốt, lần này phát sóng trực tiếp không phải là cắt nguyên thạch, mà là cắt đầu Rip. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, hơn một nửa số nguyên thạch đã được cắt. Tất cả đều là đá vụn. Ly rượu trong tay Rip đã rơi xuống đất từ lâu, vỡ vụn tan tành, trên mặt anh ta không còn chút máu, như thể bị cương thi hút hết máu. Lúc này, anh ta đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ta đã bị lừa. Giang Sách đã cho anh ta một bài học tàn nhẫn, cho anh ta biết thế nào là dụ rắn ra khỏi hang. Giang Sách cố tình cho anh ta biết chuyện này, sở dĩ lại dành ra 2 ngày để Rip lợi dụng sơ hở không phải do Giang Sách bất cẩn, mà là hành động cố ý của anh. Đối với sự tức giận và bất lực của Giang Sách, tất cả đều là diễn trò, ước chừng mấy ngày nay Giang Sách đều trốn trong phòng làm việc để ăn mừng nhỉ. Rip đã thua, thua tan nát. Cho tới bây giờ, anh ta luôn lấy làm tự hào về chỉ số IQ của mình, nhưng lần này, anh ta phải trả giá cho chính IQ của mình. Những khối nguyên thạch mà Giang Sách lựa chọn không phải là những khối nguyên thạch chất lượng hàng đầu, mà là những khối nguyên thạch rác. Điều buồn cười là Rip lại chủ động dành tất cả những khối nguyên thạch vụn này từ 3 nhà cung cấp lớn. Để giành được lô hàng này, anh ta đã bỏ toàn bộ tiền của công ty, thậm chí còn thế chấp 600 triệu tiền mua hàng với ngân hàng. Vốn tưởng rằng sau khi cắt xong, châu báu Thiệu Anh sẽ trở nên nổi tiếng và kiếm được một khoản cách xù. Kết quả, buổi phát sóng trực tiếp lần này đã trực tiếp tuyên án tử hình cho anh ta. Cho dù anh ta muốn che giấu chuyện này cũng không thể. Dù sao tất cả đều đã phát sóng ra ngoài. Không đến ngày mai, người của ngân hàng nhất định sẽ đích thân đến tất toán. Toàn bộ số tiền của công ty đã bị mất, còn phải trả một khoản vay lớn cho ngân hàng. Không đứng dậy nổi nữa. Kết cục chờ đợi châu báu Thiệu Anh chỉ có một, phá sản. Kể từ khi ra mắt, Rip chưa bao giờ thua thảm hại như vậy, lần này anh ta phải trả giá cho sự tự phụ và phù phiếm của mình, đây là cái giá quá đắt, bài học quá sâu sắc. Ầm một tiếng, Rip trực tiếp ngã xuống đất. Tố chất thân thể xuất sắc của anh ta cũng không thể chịu được một đả kích lớn như vậy, đầu anh ta gục xuống, mắt nhắm nghiền, ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tổng giám đốc, Ngôn Tình Sắc, gọi xe cấp cứu. Gọi 120, nhanh lên, nhanh lên. Chỉ trong vài phút, xe cấp cứu chạy tới cửa, những người khác khiêng Rip lên xe và đưa anh ta đến bệnh viện. Về phần hiện trường hội trường, những màn hình đó vẫn đang phát sóng trực tiếp cảnh cắt. Từ xa không có ai quan sát nữa, dù sao việc cắt đá hầm cầu này quả thật không khiến người ta có hứng thú. Những thổ hào cùng những ông chủ lớn đều đứng dậy rời đi. Cũng không đến vô ích. Dù không được chứng kiến thời khắc lịch sử nhưng lại được chứng kiến một chú hề cực kỳ buồn cười. Giang Sách ngồi trên ghế, cầm rượu trắng trên bàn rót đầy một ly, sau đó rót đầy cho Kỳ Trấn. Kỳ Trấn cầm ly rượu lên. Cười ha ha nói, cậu em Giang, cậu giỏi thật đấy, ánh mắt của cậu độc thật, vậy mà lại thật sự phân loại ra toàn nguyên thạch rác rưởi, khiến Rip mất cả gốc lẫn lãi, không thu hồi được một xu nào. Điều này là tất nhiên. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Chiến thắng trong trận chiến đầu tiên, cạn ly. Cạn ly. Hai người chạm ly với nhau, uống một hơi cạn sạch. Rượu ấp ủ lâu như vậy, uống vào rất sảng khoái. Sau sự việc này, mọi người mới hiểu rõ về Giang Sách, kể từ đó không còn ai dám cướp hàng của châu báu hàng tinh nữa. Vì bạn hoàn toàn không biết hàng của anh là hàng thượng hạng hay hàng tạp nham. Bạn không biết anh thực sự có muốn mua hay chỉ giả vờ mua, thiết kế xong một cái bẫy chờ bạn nhảy vào. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, ngoại trừ bản thân Giang Sách, không ai có thể nhìn rõ. Sau trận chiến này, tên tuổi của Giang Sách đã trở thành một huyền thoại tồn tại trong ngành trang sức. Sau khi uống xong, Giang Sách nhẹ nhàng đặt ly xuống, đứng dậy nói, buổi biểu diễn kết thúc rồi, chủ tịch, đã đến lúc chúng ta phải về nhà làm cỏ rồi. Kỳ Trấn gật đầu, rất hợp ý tôi. Chương 793,
vui sướng khi người gặp họa. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Châu Báu Hằng Tinh, hai người đàn ông ngây ngốc ngồi trên ghế, mặc dù đã mặc rất nhiều quần áo nhưng cả người đều cảm thấy lạnh. Hai người này là Viên Nhai Vĩ và Thường Dương. Hai người cũng giống như những người khác, ngồi chờ trước máy tính, xem hiện trường cắt của Châu Báu Thiệu Anh, nghĩ rằng có thể nhìn thấy chuyện đáng để vui mừng. Thân phận của bọn họ đặc biệt nên không thích hợp tham gia hiện trường, tạm thời chỉ có thể xem trong phòng làm việc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy hết khối nguyên thạch cực phẩm này đến khối nguyên thạch cực phẩm khác, bọn họ cũng kiếm được một khoản lớn, nhưng ai biết kết quả thật không ngờ, thứ bọn họ nhìn thấy chính là một hiện trường lật xe quy mô lớn. Vô cùng thê thảm. Đặc biệt là nhìn thấy Rip ngất đi vì tức giận, được đưa lên xe cứu thương 120, máu của hai người trong phòng đều lạnh toát. Đến giờ, tất cả những kẻ ngu ngốc đều biết rằng họ đã bị lừa. Viên Nhai Vĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển, những gì được chứng kiến hôm nay hoàn toàn chặn đường phản bội của ông ta. Biết đâu Rip cho rằng ông ta liên thủ bày mưu với Giang Sách thì sao? Bây giờ tất cả đã kết thúc, kế hoạch bị nhỡ. Viên Nhai Vĩ mặt co mày cáu, càng nghĩ càng hoảng sợ, hai chân không ngừng phát run, nhất thời không dừng lại được. Thường Dương ở một bên thở dài nói, phục rồi, tôi hoàn toàn phục Giang Sách rồi. Thằng nhóc này sắp đặt cho chúng ta một cái bẫy, chờ chúng ta chui vào trong, chúng ta lại thật sự chui vào trong. Ha ha, đúng là ngốc chết đi được. Trên thực tế, bọn họ chắc chắn sẽ trúng bẫy. Bởi vì thông tin mà Giang Sách đưa ra là, nếu họ không giành đợt hàng này, thì Châu Báu Hằng Tinh sẽ dùng đợt hàng này để kiếm một khoản lớn, còn có thể chặn đường của Châu Báu Thiệu Anh. Vì quyền lợi của bản thân, Rip và Viên Nhai Vĩ chắc chắn sẽ trúng chiêu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù Viên Nhai Vĩ rất ghét Giang Sách, nhưng trong chuyện này, ông ta thua tâm phục khẩu phục. Vậy nên làm gì bây giờ? Viên Nhai Vĩ hoảng hồn. Thường Dương nói, cái gì mà làm gì bây giờ? Làm gì có chuyện của chúng ta nên làm gì thì làm đó thôi. Hả? Viên Nhai Vĩ vốn đã không biết xấu hổ, nhưng ông ta cảm thấy Thường Dương còn không biết xấu hổ hơn ông ta. Chuyện lớn xảy ra như vậy, liệu họ còn có thể là người ngoài cuộc, làm như không có chuyện gì xảy ra không? Khỏi nói chứ đúng là có thể. Thường Dương giải thích, Rip đã lạnh rồi, việc Châu Báu Thiệu Anh đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ chúng ta không cần phải phản bội nữa, không bằng thành thành thật thật đứng về phía Châu Báu Hằng Tinh. Điều đáng mừng là chúng ta chỉ để lộ một chút tiếng gió cho Rip mà thôi. Việc triển khai kế hoạch cụ thể đều là do cậu ta tự tay thực hiện, cho nên dù muốn điều tra cũng không điều tra đến chúng ta được. Chúng tôi vẫn có thể như trước đây, có thể tiếp tục là quản lý cấp cao, lấy tiền lương của Châu Báu Hằng Tinh. Những gì chúng ta đã mất chỉ là cơ hội đi ăn máng khác mà thôi. Dù đáng tiếc nhưng điều đó không gây chết người, nếu về sau có công ty tốt, chúng ta vẫn có thể thay đổi công việc. Ngay cả khi không có công ty tốt để nhảy vào, chúng ta vẫn kiểm soát được mạch máu của chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hằng Tinh, tiền ở đây chúng ta vẫn kiếm được, không thiệt. Điều duy nhất khiến người ta khó chịu là Giang Sách. Nhưng chuyện này xảy ra, tạm thời chúng ta cố gắng chịu đựng chút đi. Hiện tại đừng đối nghịch với Giang Sách, mọi người cùng chung sống hòa bình. Sau khi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ tìm cách diệt Giang Sách. Phân tích này khá chính xác. Viên Nhai Vĩ cũng tỉnh táo lại, gật đầu và nói, đúng vậy, vả lại chúng ta dường như không mất gì cả, người mất thực sự là Rip, là Châu Báu Thiệu Anh. Mà chúng ta không phải người của Châu Báu Thiệu Anh, cho nên, liên quan méo gì đến chúng ta? Hai người nhìn nhau cười. Hai tên khốn nạn này đã phát huy tinh túy của ba chữ vô liêm sỉ lên đến cực điểm. Gió chiều nào theo chiều ấy, ai đắc thế thì chạy về phía người đó, một chút thể diện cũng không cần. Lúc này thư ký bước vào nói, chủ tịch về rồi, thông báo mọi người tập trung trong phòng họp, mở một cuộc họp của tầng quản lý. Lại họp, Viên Nhai Vĩ rất nóng nảy. Lần họp trước, kết quả là Rip đã ngỏm củ tỏi. Bây giờ lại họp, không biết có ai xui xẻo nữa không? Đi thôi, ông ta yếu ớt đứng lên, cùng Trường Dương đi vào phòng họp. Khi đến phòng họp thì thấy hầu hết ban quản lý đã đến, chủ tịch Kỳ Trấn và Giang Sách đồng thời ngồi ở cuối bàn họp. Theo lý mà nói, Tổng Giám đốc Viên Nhai Vĩ sẽ phải ngồi cạnh Kỳ Trấn, nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ bây giờ lại là Giang Sách ngồi vào đó. Thế này là không cho Viên Nhai Vĩ mặt mũi. Hừ! Viên Nhai Vĩ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát ngồi đại xuống để bày tỏ sự không hài lòng của mình. Đáng tiếc, Kỳ Trấn chẳng thèm để ý đến ông ta. Vài phút sau, đội ngũ quản lý đến,
thư ký đóng cửa phòng họp, cả phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng loạt nhìn Kỳ Trấn, không biết mục đích cuộc họp này là gì. Kỳ Trấn nghiêm túc nhìn mọi người xung quanh. Sau một hồi im lặng, Kỳ Trấn đột nhiên bật cười, vỗ tay nói, mọi người đừng căng thẳng, lần này gọi mọi người đến họp là để nói về một chuyện vui lớn. Chuyện vui lớn. Mọi người nhìn nhau. Kỳ Trấn tiếp tục, mọi người đều biết chuyện này. Chỉ nửa giờ trước, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, Châu Báu Thiệu Anh, đã tổ chức một bữa tiệc cắt trực tiếp quy mô lớn, mời rất nhiều nhân vật lớn và quyền lực đến tham dự. Họ muốn tận dụng cơ hội này để chèn ép công ty của chúng ta, đảm bảo vị trí đứng đầu trong ngành. Kết quả mọi người cũng đã nhìn thấy, Châu Báu Thiệu Anh thua thiệt thê thảm, toàn bộ số tiền mua hàng 3 tỷ đã mất sạch, không lấy lại được một xu. Không chỉ tiền mất tật mang mà danh tiếng của họ cũng hỏng bét. Kỳ Trấn cười nói, tôi biết, bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa không phải là một tác phong tốt đẹp gì, nhưng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta lại tự sát theo cách này, đó là một chuyện đáng để vui mừng đối với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng phải học hỏi từ họ, không được đi theo bước chân của họ. Nghe đến đây, Viên Nhai Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Dám ca cuộc họp lần này là để sỉ nhục và chế giễu Rip, xem ra độ lượng của Kỳ Trấn cũng chỉ có thế. Viên Nhai Vĩ cười ha ha, cố ý làm loạn, nói Chủ tịch Kỳ, tôi cảm thấy những gì ông nói khá là có lý, chúng ta phải lấy Châu Báu Thiệu Anh làm bài học. Nhưng nói sâu vào, Chủ tịch Kỳ, nếu tôi nhớ không lầm, dự án lần này là do quản lý Giang Cật Lực chủ trì tiến hành, còn muốn chúng tôi tin tưởng vào ánh mắt của cậu ta. Nếu Rip không tự sát cướp đi hàng hóa của chúng ta, thì bây giờ người chết chính là Châu Báu Hằng Tinh chúng ta. Vì thế, Viên Nhai Vĩ cố ý nhìn Giang Sách, Chủ tịch Kỳ, tôi nghĩ rằng sự việc này chứng tỏ một số người thực sự thiếu năng lực làm việc và không đủ tiêu chuẩn cho vị trí của họ. Tôi đề nghị rằng người này nên bị sa thải. Chương 794, bồi thường tiền hay ngồi tù. Rõ ràng là Viên Nhai Vĩ đang nhắm đến Giang Sách, chỉ thiếu nói thẳng họ tên ra thôi. Những tên lão đại bên phe Viên Nhai Vĩ cũng lên tiếng, đám người không hề nhàn rỗi mà bắt đầu thi nhau chỉ trích. Sếp Phiên nói cũng đúng, một số người cả ngày không làm việc mà vẫn nhận được lương cao, các anh em nghĩ sao về vấn đề này? Chủ tịch Kỳ, tôi thật sự nghĩ rằng công ty cần điều tra thật kỹ, đừng để mấy người thiếu hiểu biết đó lừa tiền nữa. Nói cái gì mà tạo lợi nhuận cho công ty, nhưng kết quả thì sao? Suýt nữa thì làm công ty đi tong luôn, nếu không phải có kẻ chết thay thì chỉ sợ Châu Báu Hằng Tinh của chúng ta đã phá sản rồi. Những người này nói rất nhiệt tình. Chỉ hận không thể đuổi Giang Sách ra khỏi công ty ngay lập tức. Bọn họ hận Giang Sách đến tận xương tủy, nếu như không thể đạp đổ Châu Báu Hằng Tinh thì ít nhất cũng phải đá Giang Sách đi. Nếu anh không rời đi thì bọn họ kiếm tiền kiểu gì? Nhưng trước sự phẫn nộ của mọi người, Kỳ Trấn và Giang Sách cũng chỉ mỉm cười, không hề có chút hồi hộp và lo lắng nào, cứ như tất cả đều nằm trong tầm tay của họ vậy. Thấy Kỳ Trấn không lên tiếng, mọi người cũng dần bình tĩnh. Những người phía sau cũng dần ngậm miệng lại, không nói nữa. Đợi đến khi cả phòng họp an tĩnh lại, Kỳ Trấn mới ho khan một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói, có vẻ như mọi người rất quan tâm đến chuyện này, nếu hôm nay tôi không cho mọi người một lời giải thích thì thật khó nói. Nhai Vĩ nói đúng, đến lúc phải dọn dẹp một số người rồi, nếu không thì sớm muộn gì sau này công ty của chúng ta cũng sẽ bị mấy người đó hủy hoại mất. Lời nói của Kỳ Trấn khiến mọi người bất ngờ. Ngay cả Viên Nhai Vĩ cũng không ngờ rằng mình và Kỳ Trấn thật sự đứng cùng một mặt trận. Thật ra ông ta cũng chỉ tỏ thái độ nhắm vào Giang Sách thôi, ông ta không nghĩ rằng mình có thể đuổi Giang Sách đi với dăm ba câu nói đó, ai ngờ tình huống lại thay đổi nhanh như vậy, Kỳ Trấn kia rất quan tâm đến Giang Sách, tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi chứ? Chẳng lẽ Kỳ Trấn cũng khó chịu với cách ăn nói bừa bãi của Giang Sách sao? Cũng không phải là không thể. Trong lòng Viên Nhai Vĩ mừng thầm, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày đá bay Giang Sách đi. Mọi người an tĩnh lại. Kỳ Trấn bật máy chiếu một danh sách trên màn hình máy tính lên. Đây là danh sách mà tôi đã tổng hợp lại. Tất cả những người có tên trong danh sách đều là những người không đủ tiêu chuẩn, mời những người trong danh sách hãy chủ động nộp đơn từ chức. Hả? Viên Nhai Vĩ lập tức sửng sốt, tình huống không ổn. Không phải là đuổi việc Giang Sách sao? Tại sao lại có thêm một danh sách chứ? Không ổn. Viên Nhai Vĩ nhận ra họa lớn đến gần, vừa nãy Kỳ Trấn chỉ ba phải, ra vẻ là làm theo lời mọi người nói nhưng thực ra là ngược lại. Kỳ Trấn vẫn đang bảo vệ Giang Sách.
và đáng sợ hơn là Kỳ Trấn đã bắt đầu đối phó với phe cánh của Viên Nhai Vĩ. Trong danh sách này có từ cấp quản lý đến nhân viên cơ sở, tất cả đều đưa vào, tổng cộng hơn 79 người. Để một công ty sa thải nhiều người như thế trong thời gian ngắn, hơn nữa phần lớn đều là cấp quản lý thì đó chắc chắn là một sự kiện chấn động. Nếu không chuẩn bị trước từ sớm thì Kỳ Trấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Viên Nhau Vĩ đã hiểu rồi. Cuộc họp ngày hôm nay, mỉa mai Rip chỉ là vỏ bọc, mục đích thật sự của Kỳ Trấn là muốn nhổ cỏ tận gốc ông ta Viên Nhai Vĩ. Có vẻ như cũng là nghe theo lời đề nghị của Giang Sách. Có thể kiên trì nhưng không thể nhịn nhục. Con chó vội vàng nhảy tường. Viên Nhai Vĩ quay đầu liếc qua Thường Dương bên cạnh, Thường Dương lập tức ngầm hiểu, vỗ bàn đứng lên. Ông ta chỉ vào danh sách nói, Chủ tịch Kỳ, ngài có ý gì? Thường Dương tôi vất vả chăm chỉ làm việc ở công ty như vậy, bây giờ ông lại nói bảo tôi đi là đi sao? Có người dẫn đầu, những người khác cũng náo loạn. Mọi người nhao nhao đứng hết lên, cả đám đều muốn Kỳ Trấn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Bọn họ cũng không phải là bất tài, làm sao có thể nói từ chức là từ chức được chứ? Nếu như hôm nay không cho bọn họ một lời giải thích hợp lý thì không phải là không thể kéo theo châu báu hàng tinh. Viên Nhai Vĩ vững vàng ngồi trên ghế, trong lòng cười nhạo, muốn cứng rắn với tôi sao? Ha ha, ông nghĩ chức chủ tịch đó của ông có thể kiểm soát tất cả à? Ảo tưởng, chi nhánh Giang Nam sớm đã bị Viên Nhai Vĩ tôi nắm quyền rồi. Có một vị trưởng phòng khá cao lớn tức giận, ông ta cầm cái cốc lên, hai ba bước đi qua định đập vào mặt Kỳ Trấn. Nhưng chiếc cốc còn chưa kịp nện xuống thì Giang Sách đã đá một cái, đá cả chủ cả cốc ra ngoài, người kia va thẳng vào tường, đau đến suýt hôn mê. Một đạp này cũng làm cho mọi người bình tĩnh lại một chút. Viên Nhai Vĩ giơ tay lên ý bảo mọi người ngừng tranh cãi, ông ta chủ động đứng lên nói, Chủ tịch Kỳ, nếu ngài nghĩ rằng có thể khiến mọi người phục tùng bằng vũ lực thì tôi muốn nói là ngài sai rồi. Bây giờ đang là xã hội pháp trị, ngài làm thế là không được đâu. Kỳ Trấn cười cười. Nói, không, tôi cũng đâu có ý định dùng vũ lực, vừa nãy mọi người cũng thấy rồi, cú đá của Giang Sách chỉ là tự vệ mà thôi. Được rồi, Viên Nhai Vũ gật đầu, tiếp tục truy hỏi, vậy thì mời Chủ tịch Kỳ cho mọi người một lời giải thích, tại sao lại đuổi việc chúng tôi? Hôm nay nếu ngài không nói được lý do thì chúng tôi... Thì như nào? Cũng không có gì, chúng ta đều là người văn minh, không động thủ. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu vì chính quyền lợi hợp pháp của bản thân. Ngài muốn sa thải nhiều người như vậy, được, có thể chứ, vậy mời ngài bồi thường theo quy định của luật pháp. Thường Dương ồn ào tiếp lời, xếp phiên nói đúng, họ Kỳ ông coi thường mấy người quản lý cấp cao chúng tôi, còn muốn sa thải tất cả mọi người, không sao, ông là chủ tịch, ông có quyền làm thế. Nhưng ông cũng phải bồi thường tương đương cho chúng tôi. Những người khác tôi không biết, nhưng Thường Dương tôi, căn cứ vào tiền lương và tuổi nghề, ông phải bồi thường ít nhất 300 vạn nếu muốn sa thải tôi. Một người đòi 300 vạn, nhiều người như vậy cộng lại thì công ty sẽ đi kèm hàng ngàn vạn. Kỳ Trấn nheo mắt. Thật ra số tiền đó cũng không nhiều, ông ta vẫn lấy ra được. Dùng đến hàng ngàn vạn để đuổi đám người này đi, loại bỏ hoàn toàn phe cánh của Viên Nhai Vĩ, thật sự vẫn chấp nhận được. Ngay khi Kỳ Trấn chuẩn bị đồng ý để Thường Dương và đám người này đi thì Giang Sách lại chủ động mở miệng nói, 500 vạn. Tất cả mọi người đều sững sờ. 500 vạn gì? Thường Dương hỏi, ý tôi là 300 vạn thì ít quá, cần bồi thường 500 vạn. Giang Sách nói, những người có mặt nghe thấy đều chết lặng. Mặc cả thì thấy rồi, nhưng chưa từng thấy cái kiểu mặc cả như thế này, có ai lại đi nâng giá cao lên à? Không phải tên ngốc đấy chứ. Ngay cả Kỳ Trấn cũng không hiểu Giang Sách đang muốn làm gì. Thành Dương bật cười ha ha, nói, được rồi Giang Sách, có vẻ anh vẫn còn chút lương tâm, được, ông chỉ cần đưa tôi 500 vạn. Tôi sẽ phủi mông rời đi ngay lập tức, từ nay về sau tôi đi đường dương quan của tôi, ông đi cầu độc mộc của ông, không cần gặp lại nhau nữa. Đa số những người khác cũng nghĩ như vậy. Nếu như không thể tiếp tục ở lại đây thì cầm chút tiền bồi thường rồi rời đi cũng là một lựa chọn hợp lý. Kết quả là lời Giang Sách nói tiếp theo khiến cho tất cả bọn họ há hốc mồm kinh ngạc. Giang Sách ha ha cười, nói ông hiểu lầm rồi, ý tôi không phải là cho ông 500 vạn. Mà muốn ông đưa 500 vạn cho châu báu hàng tinh. Đưa tiền trước rồi ông có thể đi. Thường Dương nghi ngờ liệu tai của mình có vấn đề gì không, đây là lời mà người ta hay nói à. Vẻ mặt của Viên Nhai Vĩ bên cạnh cũng đầy bối rối, Giang Sách, cậu có biết mình đang nói gì không? Giang Sách nhìn Viên Nhai Vĩ,
nói, trên danh sách cũng có tên của ông đấy, ông là tổng giám đốc của chi nhánh Giang Nam, là tổng phụ trách, phải chịu trách nhiệm nhiều hơn bọn họ. Thường Dương phải bồi thường 500 vạn, ông phải bồi thường 1.000 vạn. Viên Nhai Vĩ nghe xong liền bật cười. Giang Sách, có phải cậu phát sốt xong đốt mất não luôn rồi không? Châu Báu Hằng Tinh muốn sa thải chúng tôi trái với hợp đồng, chẳng những không bồi thường tiền mà còn bắt bọn tôi trả tiền, trên đời làm gì có chuyện như vậy? Mọi người nhao nhao mắng Giang Sách. Nhưng Giang Sách chỉ hời hợt trả lời, Viên Nhai Vĩ, ông có nhất thiết phải ép tôi nói về chuyện của ông không? Hả, chuyện gì của tôi? Giang Sách đặt một khoản lên bàn, chuyện ông và người khác cùng hợp tác hãm hại tôi buôn lậu Ngọc Thạch, tôi còn chưa tính với ông đâu. Nhìn thấy cái khoản kia, Viên Nhai Vĩ không nói nên lời. Giang Sách tiếp tục nói, hơn nữa, tôi nghĩ ông còn chưa biết, phòng làm việc của ông sớm đã bị giám sát. Cuộc nói chuyện giữa ông và Thường Dương, cùng chuyện mật báo cho Châu Báu Thiệu Anh, tất cả đã được ghi chép từ đầu đến cuối trong hồ sơ rồi. Sao thế, muốn xem không? Nghe câu này, Viên Nhai Vĩ sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, đặt mông ngồi xuống. Bây giờ ông ta đã hiểu tại sao Giang Sách lại tự tin như vậy rồi. Giang Sách có bằng chứng phạm tội của ông ta, loại để lộ bí mật kinh doanh này, một khi bị bắt thì chỉ có thể ngồi tù thôi. Còn mấy người nữa? Giang Sách nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng nói, mấy người cùng một guộc với Viên Nhai Vĩ và Thường Dương, giúp bọn họ làm việc, tiết lộ bí mật của công ty cho Châu Báu Thiệu Anh. Các người nghĩ rằng tôi và Chủ tịch Kỳ mù à? Với tôi có chứng cứ phạm tội của từng người các ông đấy. Tôi có thể khởi tố bất cứ lúc nào, đợi chờ các ông sẽ là ngục tù. Lần này, toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh lặng. Lặng ngắt như tờ. Mấy người mới nãy còn tràn đầy căm phẫn, thi nhau mắng chửi, bây giờ giống như chim sợ cành cong, cúi đầu không dám lên tiếng. Ngay cả Thường Dương kiêu ngạo hung dữ cũng kìm nén phẫn nộ, không dám nói gì. Ông ta biết tội mình phạm phải nghiêm trọng đến mức nào. Nếu Giang Sách đã điều tra kỹ lưỡng thì số tiền ông ta tham ô được cũng đủ để xử bắn mấy lần. Làm sao bây giờ? Lạnh quá. Viên Nhai Vĩ và Thường Dương liếc nhìn nhau, cùng thở dài, bọn họ hoàn toàn thua dưới tay Giang Sách. Cả hiện trường im lặng hồi lâu. Lúc này Giang Sách mới từ từ nói, được rồi, các ông đừng giả ngu nữa, từng người nói xem, bây giờ đồng ý bồi thường tiền rồi rời đi. Hay là muốn vào ăn cơm nhà nước mấy năm? Mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi, không dám nói gì. Bồi thường tiền hay ngồi tù? Thật khó chọn. Giang Sách cũng không vội vàng, ngồi đó đợi câu trả lời của những người này, anh tin rằng bọn họ nhất định sẽ có câu trả lời chính xác. Chương 795, Tổng Giám Đốc mới. Mọi người cứ trì hoãn lâu như vậy, Giang Sách cũng không nói gì, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Anh không sợ những người này bỏ đi. Ai đi thì liền khởi tố người đó, không ai dám đi cả. Hai bên rằng có được 10 phút, cuối cùng cũng có người không chịu được nữa. Một tên điều hành công ty đứng dậy, rụt rè nói, Giám đốc Giang, tôi sai rồi, tôi nghe lời anh, bồi thường rồi đi. Cuối cùng cũng có người nói. Giang Sách gật gật đầu, nói, được, 100 vạn, đến phòng tài vụ đi, sẽ có người thanh toán với ông. Tên điều hành kia nghiến răng. 100 vạn, đối với một doanh nghiệp tầm trung thì là quá nhiều, nhưng ông ta tham ô nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ là phun ra một phần tiền ông ta đã từng tham ô thôi. Để không phải ngồi tù, nhịn lại. Tên giám đốc điều hành kia trực tiếp rời khỏi phòng họp, đến phòng tài vụ báo cáo. Đưa tiền, từ chức, rời đi, vì ngày hôm nay, Giang Sách đã sắp xếp một kế toán tài chính đặc biệt có chuyên môn phụ trách, tất cả diễn ra vô cùng thuận lợi, nhanh chóng. Có người dẫn đầu. Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Tai họa đến nơi ai lo người nấy. Vốn dĩ bọn họ tập hợp lại cũng chỉ vì lợi ích, giờ lợi ích không còn nữa thì sao lại không lo thân mình. Không còn ai bán mạng cho Viên Nhai Vĩ nữa, mọi người chỉ muốn dùng tiền đổi lấy sự bảo vệ bình an. Hơn nữa, số tiền mà Giang Sách bảo bọn họ đưa ra cũng không quá nhiều, vẫn chấp nhận được. Tham ô nhiều hơn thì nôn ra nhiều hơn, tham ô ít hơn thì phun ra ít hơn. Dù sao thì mọi người vẫn chấp nhận con số mà Giang Sách đưa ra. Điều này cũng có thể thấy dữ liệu mà Giang Sách đang nắm giữ rất chính xác, nếu không sẽ không đối xử khác nhau với mỗi người. Mọi người lần lượt chịu thua. Cuối cùng chỉ còn lại đúng hai người, Viên Nhai Vĩ và Thường Dương. Mấy năm nay Thường Dương tham ô cũng không ít, nhưng muốn ông ta trả 500 vạn thì vẫn hơi quá đáng, đó gần như là toàn bộ số tiền ông ta kiếm được rồi. Nếu như ông ta giống những người khác,
chỉ cần đưa 100 vạn, 50 vạn hoặc vân vân thì ông ta đã sớm chịu thua rồi. Bắt ông ta trả 500 vạn, thật không thể chấp nhận. Đây là sự đối đãi khác biệt của Giang Sách. Giang Sách biết Thường Dương khác những người kia, bọn họ chỉ là con chó nghe theo lệnh của Viên Nhai Nhĩ mà làm việc, còn Thường Dương là đồng phạm, kẻ đầu têu, hơn 500 vạn cũng khác. Rất nhiều ý tưởng quan trọng đều từ Thường Dương mà ra. Loại người này phải xử lý nghiêm khắc. Tôi không có nhiều thời gian, hai vị nghĩ thế nào, nói một câu cho rõ đi. Giang Sách lạnh như băng nói. Viên Nhai Vĩ và Thường Dương ngồi cạnh nhau, sắc mặt hai người rất khó coi. Chắc chắn là họ không muốn ngồi tù, nhưng cũng khó để bảo bọn họ moi hết số tiền mà họ đã tham ô suốt mấy năm qua ra, bắt buộc cũng không được, không nói nổi một lời. Giang Sách đứng dậy, có vẻ các người giống con vịt chết mà còn mạnh miệng, vậy hẹn gặp lại ở tòa. Anh phủi quần áo, đứng dậy đi về phía cửa phòng họp. Vừa đi được hai bước, Viên Nhai Vĩ đã đứng lên, nói, được rồi, tôi biết rồi. Câu nói này khiến Giang Sách dừng bước. Không cần phải nói nữa, trận chiến ác liệt này đã kết thúc với phần thắng thuộc về Giang Sách, Viên Nhai Vĩ ôm đầu, nằm lên bàn khóc lóc thảm thiết. Ông ta phải bồi thường 1.000 vạn. Đó là số tiền ông ta dành dụm được suốt mấy năm nay, bây giờ lại phải cho hết đi, đau khổ, buồn bã, mệt mỏi. Viên Nhai Vĩ cũng tỏ thái độ rồi, Thường Dương ngồi bên cạnh cũng chẳng còn gì để nói, đồng ý dùng tiền giải quyết hậu quả, bồi thường 500 vạn để không phải ngồi tù. Cuối cùng, tất cả người điều hành cấp cao đều chọn giải quyết riêng. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, châu báu hàng tinh đã dọn dẹp sạch sẽ khâu quản lý. Hơn nữa không những không mất một đồng bồi thường nào mà còn thu được số tiền lớn từ những người đó. Đây gần như là một kỳ tích trong ngành. Trong văn phòng chủ tịch, Giang Sách và Kỳ Trấn ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một cốc cà phê. Kỳ Trấn cười nói, cậu Giang, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy, cậu thật tuyệt vời. Thật ra tôi định bỏ ra mấy ngàn vạn để đuổi mấy người đó đi, không ngờ cậu không những giúp tôi không mất đồng nào mà còn lấy lại được mấy ngàn vạn nữa chứ. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Giang Sách mỉm cười nói, mấy năm nay bọn họ tham ô không biết bao nhiêu tiền của công ty, tất nhiên là phải nhả ra một chút rồi. Kỳ Trấn tò mò hỏi, thật ra tôi không hiểu lắm, tại sao cậu không tống tất cả bọn họ vào tù? Tôi cứ nhìn thấy mấy người đó là lại tức giận, chỉ muốn bắt hết tất cả lại thôi. Đối với câu hỏi này, Giang Sách lắc đầu. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy, tôi có thể tống hết tất cả bọn họ vào tù. Nhưng việc đó có lợi cho chúng ta không? Đưa bọn họ vào đó chẳng khác gì chúng ta công khai thừa nhận mấy năm nay châu báu hàng tinh luôn bị tham ô, hao hụt, không hề tốt cho danh tiếng của công ty. Thứ hai, việc kiện tụng rất mất thời gian và tiền bạc, công ty sa thải nhiều người như thế cùng lúc, vậy thì bao nhiêu đơn kiện, tốn bao nhiêu tiền đây? Quan trọng nhất là bây giờ công ty đang trong giai đoạn hỗn loạn, có thể bớt một chuyện thì bớt một việc, nhanh chóng khôi phục lại càng sớm càng tốt. Không cần phải mất thời gian với mấy người này. Vì thế chọn giải quyết riêng là cách tốt nhất. Một mặt bảo vệ được danh tiếng của công ty, mặt khác số tiền bọn họ bồi thường cũng có thể giúp một chút cho công ty, rất ổn. Kỳ Trấn gật đầu, làm như vậy thật sự không có vấn đề gì. Ông ta dò hỏi, bây giờ những người đó đều bị sa thải hết rồi, tôi phải nhanh chóng điều một số lượng lớn người khác sang để lấp đầy thôi. Ông ta thở dài, cau mày. Giang Sách hứng thú hỏi, sao thế, còn vấn đề gì sao? Kỳ Trấn nói, nghìn quân cũng khó tìm một tướng, điều chuyển nhiều người như thế thì phải tìm người quản lý mà. Tôi còn phải chạy qua lại khắp nơi, không thể cứ trông mãi ở đây được, cho nên. Ông ta nhìn về phía Giang Sách. Đương nhiên Giang Sách biết đó là ý gì. Tôi từ chối. Đây là lần thứ hai Giang Sách từ chối. Kỳ Trấn bất lực, nhưng trừ cậu ra thì tôi thật sự không thấy ai thích hợp hơn cả. Giang Sách suy nghĩ, nói tôi có quen một thiên tài kinh doanh, bây giờ vẫn tạm thời nhàn rỗi ở nhà, nếu điều cô ấy đến thì có lẽ có thể quản lý tốt châu báu hàng tinh. Kỳ Trấn đột nhiên có hứng thú. Ai thế? Giang Sách nhếch miệng lên, nói ra một cái tên mà Kỳ Trấn không thể ngờ đến. Đinh Mộng Nghiên. Vợ cậu á? Kỳ Trấn bật cười, Giang Sách đúng là hành động không tránh người thân, không hề cố kỵ chút nào. Đinh Mộng Nghiên thật sự có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Hơn nữa còn là em gái của Đinh Phong Thành, sau này cũng có thể kiếm không ít lời từ mấy hạng mục bên đó. Lựa chọn cô, có thể. Điều quan trọng nhất chính là nếu chọn Đinh Mộng Nghiên làm tổng giám đốc thì liệu Giang Sách có khoanh tay đứng nhìn được không? Nếu có chuyện xảy ra với công ty,
dù Giang Sách không quan tâm đến công ty thì cũng quan tâm đến vợ mình, vậy thì tất nhiên anh sẽ giúp đỡ. Việc chọn Ninh Mộng Nghiên cũng coi như cảm ơn Giang Sách vì đã tiêu diệt hai kẻ thù là Rip và Viên Nhai Nhĩ. Kỳ Trấn sảng khoái đồng ý, được, Tổng Giám đốc tân nhiệm của Châu Báu Hằng Tinh sẽ là Đinh Mộng Nghiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 795.